Mấy anh em theo dõi trận chung kết đơn nam giữa Lai Nguyên và Huy Sáng. Tỷ số hiện nay đang là 5-2 dành cho như vậy Huy Sáng. Rất nhỏ. Vì phải chấp sông nên là Lợi sẽ rất bất lợi trong những pha đặt nhỏ. Bắt buộc phải xỉa sâu. Qua lưới mất rồi. Tỷ số 8-2. 7-2. Cầu chưa qua lưới. Và xỉa lừa thành công của Huy Sáng. Khi anh giật cầu lên thuận lợi thì đối thủ sẽ rất khó để có thể đoán định được anh sẽ làm gì. Ôi, cầu méo rất nhiều. Tỷ số vẫn còn khá cách biệt 4 điểm giữa đầu. Tỷ số 5-8, điều giúp Hàn Dũng cho Lợi Nguyên. Đúng rồi. Huy Sáng vừa để đi mất một giây điểm. Số 68. Câu ngoài. Tỷ số 96. Đáng tiếc dành cho Huy Sáng hoặc cầu không thực sự khó. Tuy nhiên nó cũng có. Cái lạnh cái đầu à? Không sao, không sao. 79. Tỷ số 79. Cả hai chân cầu đều sở hữu khả năng bắt cầu tốt cả hai chân. Ngoài một chút. Tỷ số 89. Rất sắc. Khi Lợi Nguyễn có cầu cao thì với sức bật rất tốt của mình thì anh hoàn toàn có thể xỉa. Pha cầu rất khó. Và Huy Sáng cũng không hề kém cạnh. Tỷ số 09. Huy Sáng đã để đi một giây điểm. Và bây giờ lúc mà anh sẽ phải lấy lại. Ở ngoài rất đáng tiếc dành cho Lợi Nguyễn. Trong khi anh có điểm cao, đặt vào bất kể đâu cũng được mà anh lại chọn đặt ra ngoài. 19. Có vẻ như Lợi Nguyễn đang gặp khó khăn với những pha giật cầu. Một pha bắt cầu hỏng của Huy Sáng, Lợi Nguyễn đang gặp những khó khăn với những pha giật cầu bằng chân bên phải của mình. Nếu phải giật cầu ngược, tức là thò phải sang trái, rất xuất sắc của Huy Sáng. Lợi Nguyễn có vẻ hơi mất tập trung trong pha cầu vừa rồi, nghĩ là Huy Sáng đẩy cầu từ cuối sân là sẽ dễ, nhưng mà thực sự quả cầu vừa rồi quá khó hiểm hóc. Số 12-10. Chưa thể làm khó Huy Sáng. Qua lưới mất rồi. Cầu ngoài, pha cứa cầu ra ngoài bằng lòng của Lợi Nguyễn. Đạp quá mạnh. Thường thì những pha cứa lòng như vậy thì không thể mạnh được, nhưng mà không hiểu tại sao quả cầu vừa rồi mạnh đến mức độ như vậy. Cầu tóe hẳn ra ngoài sân. Khi mà Huy Sáng không thể nhảy và quét hoặc chém thì Lợi Nguyễn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh có thể di chuyển một cách thuận lợi hơn và không phải lo lắng với những pha chém hoặc quét thương hiệu của Huy Sáng. Đấy, ví dụ như pha cầu này, nếu như không chấn thương thì Huy Sáng hoàn toàn có thể tung ra một pha chém cầu chết chóc. Đó là một pha chém cầu, tuy nhiên cầu ngoài mất rồi. Huy Sáng rất hạn chế những pha giật cầu cao bên phải để chém, bởi vì cái chân của anh, cái chân trái của anh vẫn chưa thực sự ổn định. Thêm nữa là anh cũng không quét, bởi vì nếu tung ra những quả quét thì áp lực lên cái đầu gối trái là rất nhiều. Khi mà phải bật nhảy, hai bên lại đang giằng co. Hai con đỉa này rất dài và nó chỉ có thể chết nếu tự hỏng. Tỷ số 5-1. Một pha đặt cầu nhỏ thành công của Huy Sáng. Lợi Nguyễn đang hơi yếu thế chăng? Anh có vẻ thể hiện sự sa sút về thể lực. Anh bùng quá nhiều sức ở xây cầu đầu tiên khi phải chấp toàn nhảy, và vì thế cho nên ở những xây thứ 2 và xây thứ 3 thì anh đang vã mồ hôi hột. Còn Huy Sáng thì lại thong dong hơn nhiều, bởi vì anh chỉ phải bắt cầu dưới sông chứ không phải là trong sông. Tỷ số 18-11 nghiêng về Huy Sáng, dẫn rất sâu. Một pha đẩy cầu thành công của Lợi Nguyễn đã làm khó Huy Sáng rồi. Lợi đang thở. Tỷ số 12-18. Rất xuất sắc Huy Sáng và đặt cầu. Mặc dù Lợi Nguyễn đã đứng ngay đấy, nhưng mà để đuổi theo quả cầu vừa rồi cũng không phải dễ dàng. Rất khó. Lợi Nguyễn đã tỏ ra sa sút về thể lực khá nhiều. Anh tỏ ra uể oải và thở dốc trong nhiều pha cầu không phải là quá khó. Kết thúc trận đấu.